Xuyên Hồng TV xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình xin gửi đến cả nhà một món ăn sáng rất là đơn giản, tiện lợi, bổ dưỡng mà mình có thể tự thực hiện ở nhà rất là nhanh chóng luôn. Đó là món hủ tiếu xào tôm thịt. Món này chúng ta có thể tự thực hiện ở nhà vào mỗi buổi sáng để phục vụ cho gia đình của mình. Nó rất là ngon, rất là hấp dẫn và cũng rất là nhanh gọn luôn á cả nhà. Sau đây mình xin giới thiệu qua một số nguyên liệu chúng ta cần sử dụng cho món ăn hủ tiếu xào của mình. Đầu tiên đó là tôm. Ở đây là mình sử dụng tôm sú loại nhỏ nha cả nhà. Rồi một ít thịt nạc mình đã sắp mỏng ra sẵn rồi. Kèm theo đó là một ít rau. Ở đây mình sẽ có là giá sống. Rồi lá hẹ, ngò rí, hành lá. Và mình sử dụng một trái cà chua để làm nước sốt, cộng với hai cái tỏi để mình khử thơm nha cả nhà. Còn nguyên liệu chính không thể thiếu trong món ăn này đó là hủ tiếu. Mình sử dụng hủ tiếu Sedet, đặc sản của quê hương mình nha cả nhà. Với cái món ăn này thì chúng ta làm rất là đơn giản, gọn nhẹ, nguyên liệu chuẩn bị cũng rất là dễ dàng. Mà mình có thể sử dụng nấu ăn cấp tốc vào buổi sáng cho cả gia đình của mình. Hôm nay thì mình nấu cho nhà mình ăn là ba khẩu phần là ba người ăn nha cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà sẽ cùng vào bếp và thực hiện cái món ăn sáng ngày hôm nay với gia đình Xuyên Hồng TV nha. Với cái hủ tiếu này cả nhà thì mình sẽ xử lý nó trước bằng nước sôi nha cả nhà. Mình sẽ nấu một ấm nước sôi rồi mình sẽ trộn sơ qua thôi. Mình không để cho nó chín cọng hủ tiếu quá nha, để cho nó sạch các cọng hủ tiếu á. Rồi chúng ta đảo nhanh qua như thế này, chúng ta vớt ra ha. Mình không ngâm vào đây nha cả nhà. Đây là cái cọng hủ tiếu sau khi mình đã trộn sơ qua nước sôi này cả nhà. Rồi còn trái cà chua này mình sẽ làm cho nó tróc vỏ ra cả nhà. Mình sẽ cắt thành chữ thập rồi mình đưa lên bếp lửa để cho mình lột cái phần vỏ, mình lấy cái phần thịt mình làm nước sốt nha. Mình sẽ quay đều trái cà cho nó nóng đều hết cái da vỏ cà cả nhà. Cái da nó tự một lát nữa rất là dễ lột luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lột bỏ cái phần vỏ cà ra nha. Đó, cả nhà thấy không, nó rất là dễ lột luôn nè, tróc ra nè. Bây giờ thì mình sẽ đi xử lý các loại nguyên liệu nha cả nhà. Đầu tiên là lá hẹ, mình sẽ cắt cái lá hẹ này ra thành những cái cọng vừa ăn. Cái phần đầu thì mình sẽ để riêng ha, tại vì nó sẽ lâu chín hơn á. Đó, mình cắt khúc khúc như vậy nè cả nhà, khoảng chừng hai nắm tay thôi. Mình đã cắt hẹ xong rồi thì bây giờ đối với hành lá chúng ta sẽ cũng cắt khúc ra luôn ha. Phần đầu của hành lá mình cũng để riêng, mình cắt thành khúc như thế này. Còn rí thì chúng ta sẽ ngắt ra thành từng khúc như thế này nha. Còn quả cà chua này sau khi mình đã lột vỏ rồi thì mình sẽ cắt nó ra thành hạt lựu để mình làm cái nước sốt nha cả nhà. Mình cắt bỏ phần cuống nè. Vậy là cái công đoạn sơ chế các nguyên liệu mình đã thực hiện xong hết rồi cả nhà. Bước tiếp theo là mình sẽ bật bếp lên và sự cho các nguyên liệu này vào xào hủ tiếu nha cả nhà. Sau khi mình bắt chảo lên và chảo đã nóng thì mình sẽ cho dầu ăn vào nha. Đã sôi lên rồi, bây giờ tiếp theo là mình sẽ cho phần tỏi băm lúc nãy vào để thử. Bây giờ thì phần tỏi của mình nó đã vàng rồi, mình sẽ cho cà chua vào nha cả nhà. Sau khi mình cho cà chua vào thì mình sẽ thêm vào đây một tí nước nữa để cho cái nước này nó làm cho cà nó nhừ cả nhà. Mình nêm nếm gia vị luôn nha. Mình sẽ cho vào đây một muỗng đường.
Tiếp đến mình sẽ cho vào đây một muỗng bột ngọt. Mình thêm vào nửa muỗng muối. Và để phần nước sốt của mình nó có màu sắc đẹp, hấp dẫn và cái hương thơm hơn, chúng ta sẽ cho vào đây một ít tương cà, một ít tương ớt, và nửa muỗng nước tương. Đó, cả nhà thấy bây giờ thì phần nước sốt của mình nó lên màu rất là đẹp rồi. Đây là phần thịt với tôm mình đã chuẩn bị sẵn rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho vào trong phần nước sốt để cho cái thịt với tôm này nó thấm nước sốt cho nó ngon luôn á cả nhà. Bây giờ thì phần tôm thịt của mình đã chín rồi, mình sẽ cho hủ tiếu vô để xào nha. Mình sẽ cho hết phần hủ tiếu vô đây nha. Mình cho luôn cái phần đầu hành lá với lại đầu hẹ vào trước luôn. Lộn đều lên nha cả nhà. Tại vì cộng hủ tiếu hồi nãy mình mới có trụng sơ, nó chưa có chín mềm á. Mình xào hủ tiếu trước vậy cho hủ tiếu nó chín nè. Với lại nó thấm nước sốt nữa, thấm đều nước sốt hơn á. Rồi sau khi mình đã trộn đều hủ tiếu cho nó thấm nước sốt á cả nhà, thì mình sẽ cho giá với lại lá hẹ vào luôn nha, để xào cho nó chín. Sẽ cho hết phần giá hẹ với lá hành vào luôn nè. Sẽ xào một lúc cho giá và hẹ nó chín nữa là mình có thể tắt bếp và thưởng thức nó ăn rồi đó cả nhà. Bây giờ thì hủ tiếu của mình đó đã chín xong rồi cả nhà, mình sẽ cho ra dĩa và thưởng thức bữa ăn sáng nha. Như vậy là mình đã hoàn thành món ăn hủ tiếu xào tôm thịt vào buổi sáng hôm nay rồi. Khi thưởng thức món ăn này thì cả nhà mình có thể cho thêm vào đây một ít tương cà, tương ớt hoặc là một ít nước tương nữa cho vừa miệng hơn nha cả nhà, sẽ rất là ngon hơn đó. Như vậy là mình đã giới thiệu cho cả nhà thực hiện được món hủ tiếu xào tôm thịt cắt tóc cho bữa ăn sáng. Bây giờ thì mình xin dừng clip tại đây. Nếu mà cảm thấy yêu thích món ăn này thì xin cả nhà hãy cùng thực hiện và ủng hộ gia đình Sen Hồng TV nha. Xin mến chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.